Skin, đúng vậy, nếu bạn đang muốn tham khảo xem nên mua skin Vandal nào thì bạn đã chọn đúng video rồi đó. Đảm bảo rằng chọn theo mình, bạn sẽ trở thành một người có vị thế trong xã hội, mọi người đều ngước nhìn và tôn trọng. Bắt đầu từ vị trí thứ 15, nếu bạn hỏi các skin khác đâu mà chỉ có 15 thôi, thì đó là vì nếu bạn dùng các skin Vandal ngoại trừ bảng xếp hạng này, you are a joke, là đùa thôi. Quay lại thứ 15 là Sakura Vandal, tại sao ư? Nhìn giá mà xem, bao nhiêu? 1275 VP, ta có skin hồng nam tính, bonus thêm tia đạn màu hồng nữa. Quá tuyệt trong tầm giá. Thứ 14 sẽ là hai skin Prime và River. Mình không biết nên cho cái đầu trước cái đầu sau cho giống nhau luôn. Đây là hai skin cổ điển nhất của game cũng như là nó rất là overrated. Chẳng hiểu sao người ta thích luôn. Ok, mình hiểu và tôn trọng các bạn là fan tens. Cho nên mình sẽ để nó ở top 14 như là top của Sentinel trong VCS vậy. Được thôi. Thứ 13 chính là Origin Vandal. Ngoài cái inspect ra thì không có gì hot. Âm thanh nó nghe cũng đau tai nữa. Thứ 12 là Elder Flame Vandal. Mình không thích skin chuyển động quá là nhiều. Cơ bản thì cầm khẩu này, bạn sẽ có hai mod. Một là Scream One Tap, và thứ hai là bà bán cơm đầu ngõ. Không nói nhiều. Thứ 11, Gaia. Đây là một skin tương đối với giá 1k7. Thứ 10 là Aquaman, khá là ok, sound effect ổn. Và thứ 9 sẽ là Chrono và Prelude of Chaos. Nói chung là skin thì đắt, nhưng mà Rito chỉ cố nhồi nhét những cái effect vào để cho bạn bán lấy tiền thôi. Chrono, cái base skin thì nhìn rất là xấu nhưng mà cái đa sắc thì nhìn được. Nhưng mà thật ư Rito, muốn skin nhìn đẹp phải trả thêm tiền để nâng cấp. Tại sao? Hả? Hút máu quá. Thứ 8 là skin mới ra, Eracy. Ban đầu thì mình không thích lắm nhưng mà càng nhìn thì càng đẹp. Đúng không ạ? Không tệ. Là mình nhớ đến khẩu AK-47 Bonebeast ở bên game X nào đó. Và thứ 7 là skin RGX. Skin Vandal có thể đổi màu được trong trận đấu. Bạn là fan của RGB, không thể bỏ qua. Và thứ 6 là Champion Vandal. Đẹp không? Không. Có rẻ không? Cũng không rẻ luôn. Tại sao nó ở đây? À, là vì nó hiếm. Đúng không ạ? Nó hiếm. Và cái finisher của nó là một banger, nghe rất là sướng luôn, đã quá mà. Và thứ 5 là Ion Vandal. Đẹp, tinh tế, giá cả phải chăng, cân bằng, giống như vũ trụ vốn như vậy. Và thứ nhất là Sentinel of Light Vandal. Cái đa sắc màu hồng của nó không còn gì để chê, quá đẹp các bạn ạ. Đẹp đến mức mà không có skin nào đáng để xếp gần nó cả. Và nếu bạn không đồng tình với list của mình, don't care, bạn dummy dumb.